Hôm nay về tôi nói về cái chủ đề các bệnh lý mạch máu của bạn thì có rất nhiều. Hôm nay tôi giới thiệu cái bệnh mà cũng thường gặp, đó là bệnh Coats. Ngoài ngoài cái bệnh này ra còn có những một số cái bệnh khác, ví dụ như bệnh von Hippel-Lindau, bệnh phình mạch võng mạc, vân vân. Thì trong cái buổi hôm nay thì tôi giới thiệu mọi người cái bệnh Coats. Về khái niệm thì cái bệnh Coats là cái bệnh tự phát. Mọi người có nghe thấy không? Có nhìn được slide? Có thế ạ. Để cho nó to lên. Bệnh Coats bệnh tự phát này. Cái bệnh này đặc trưng bởi cái giãn mạch, phình mạch, xuất tiết cứng và xuất và dịch dưới võng mạc. Thì cái triệu chứng thì nó tương đối đơn giản. Cái bệnh do tác giả Coats mô tả lần đầu tiên vào năm 1908, cái rất là lâu rồi, từ đầu thế kỷ rồi. Về tuổi thường gặp nhất là 6-18 tuổi, và 2/3 số ca được phát hiện trước 10 tuổi, dao động từ 1 đến 70 đấy. Và giới tính thì nam gặp nhiều hơn nữ. Thì mọi người cần nắm được một số cái yếu tố dịch tễ này, để khi mà mình gặp bệnh nhân ấy, nếu mà ở trong cái lứa tuổi mà thường gặp ấy, thì mình chẩn đoán nó dễ. Còn nếu mà ở ngoài cái lứa tuổi thường gặp ấy, thì mình phải phân biệt xem là có những cái nguyên nhân nào khác nữa không. Và thông thường nhất là gặp ở nam nhiều hơn nữ. Ở đây tôi gặp đa số ở nam, ví dụ 10 bệnh nhân thì 9 bệnh nhân là nam đấy. Còn ở trên Ivan ấy thì người ta nói là tỷ lệ nam nữ là 3/1, là 3/1. Nhưng mà thực tế ở Việt Nam thì ở đây cũng khám nhiều các bệnh nhân Coats, nhất là trẻ em ấy và cần chụp mạch ấy, thì đa số các bác sĩ hay gửi sang đây để chụp. Thì tôi thấy là phải 9/10 là nam, nữ rất rất ít, thỉnh thoảng mới gặp một ca thôi. Thì ví dụ như là giữa cái tuổi 6-18 hay gặp nhất. Ví dụ mình tự nhiên thấy có bệnh nhân mà tầm 1-2 tuổi mà đến đến khám mình mà thấy xuất tiết, có bong võng mạc này, có ánh đồng tử trắng, có bong võng mạc, mà nhìn thấy soi võng mạc nó vàng vàng, mà nhiều khi trẻ trẻ em soi nó khó, thì đối với trường hợp đấy thì nó nằm ngoài cái lứa tuổi thường gặp. Tất nhiên là trên đi văn thì nó có thể gặp từ 10 đến 70 tuổi đấy, có người bệnh nhân 60 tuổi tôi vẫn gặp. Nhưng mà những lứa tuổi đấy thì lại phải xem là có phải chẩn đoán phân biệt với u nguyên bào võng mạc hay không đấy, ví dụ đấy. Và nếu mà nữ thì lại ít gặp hơn. Nếu mà gặp ở nữ ấy, thì cũng phải xem là có phải là Coats hay là những bệnh khác về giới tính này. Thì khi mà giải phẫu bệnh và cái võng mạc mà bị bệnh Coats ấy, người ta thấy nên cái đặc trưng của nó là các cái mạch máu nó giãn và có rất nhiều vi phình mạch và có những cái xuất tiết này. Cái võng mạc thì nó phù có những cái xuất tiết này, những cái xuất tiết nó ở trong và ở dưới võng mạc đấy. Còn thông thường nếu mà bệnh đái tháo đường ấy, thì xuất tiết nó ở trong võng mạc, xuất tiết cứng nó cũng nhiều, nhưng mà có thể nó ở trên bề mặt hoặc là ở trong võng mạc. Ở dưới võng mạc thì ít hơn, nhưng mà trong xuất tiết cứng trong bệnh Coats ấy, thì nó lại rất nhiều và nó hay nằm ở lớp sâu. Thì người ta thấy là do các cái thành mạch nó giãn. Không biết là người ta cũng chưa rõ nguyên nhân tại sao lại cái mạch máu lại làm cho cái mạch máu giãn và thấy và làm cho nó tổn thương cái hàng rào máu võng mạc trong, làm cho dịch mới lại làm cho dịch và máu nó thoát ra ngoài, nó gây phù và những cái dịch huyết tương ấy, nó ra nó gây xuất tiết cứng. Đấy. Các cái triệu chứng lâm sàng thì tương đối đơn giản. Thứ nhất là ánh đồng tử trắng này, ánh đồng tử trắng. Thì ví dụ như cái bệnh nhân đây là hình ảnh một cái bệnh nhân có ánh đồng tử trắng, thì người ta thấy đây là mắt phải ánh đồng tử trắng đấy. Và đối với trẻ em, nếu mà
bị khốt từ lúc nhỏ ấy, làm cho thị lực nó kém, và cái mắt đấy không sử dụng, và bệnh nhân có thể bị lác hoặc bị nhược thị, có thể bị lác do cái mắt nó không có thị lực, hoặc là triệu chứng giảm thị lực đấy, trẻ nhìn mờ. Ánh đồng tử trắng này, lác này, giảm thị lực thì ở người lớn thì người ta hay thấy mờ là người ta đi khám, nhưng mà thông thường này hay gặp ở trẻ em, có nhiều đứa không biết, tự nhiên khám tình cờ mới phát hiện được, khám tình cờ thấy, khám sàng lọc thấy thị lên thị lực giảm mới cho đi soi đáy mắt thì mới thấy là có tổn thương bị khốt. Và cũng có nhiều trẻ nó không giảm thị lực, nó không giảm thị lực nếu mà tổn thương là trung biên ấy, nó chưa gây ảnh hưởng, chưa có phù hoàng điểm, chưa có xuất tiết đến hoàng điểm ấy, thì nó không giảm, nó cũng không giảm thị lực, nhưng mà phát hiện chỉ cho tình cờ do khám sàng lọc thôi, hoặc đi khám tật khúc xạ, tiện người ta soi đáy mắt thì thấy. Ở đây gặp một số trường hợp như thế, nhưng những trường hợp mà phát hiện sớm ấy, thì đa số là khám do phát hiện do đi khám sàng lọc tình cờ phát hiện ra. Các cái triệu chứng ở đáy mắt thì có rất nhiều xuất tiết cứng ở võng mạc. Cái đặc trưng của bệnh này khi mà soi đáy mắt ấy, nhìn thấy rất nhiều xuất tiết cứng, và trong đáy mắt nó vàng, nó có ở xuất tiết thường nó nằm ở lớp sâu ở trong võng mạc, hoặc là dưới cái võng mạc thần kinh ấy, dưới lớp neuron ấy. Xuất tiết có thể ở võng mạc này, thường gặp nhất là võng mạc chu biên ở vùng hoàng điểm, và cũng có trường hợp nặng thì xuất huyết toàn bộ võng mạc. Và khi mà soi đáy mắt thì thấy những cái giãn mạch, phình mạch. Đây tôi kể một số triệu chứng trước, tí tôi sẽ chỉ anh chị xem cụ thể xem là cái bệnh khốt nó hay xuất tiết ở đâu, giãn phình mạch như thế nào. Và những trường hợp nặng thì có cả xuất huyết ở võng mạc, và có thể nó vỡ, nó xuất huyết các giải dịch kính, và nặng nữa thì gây bong võng mạc gây bong võng mạc. Còn có trường hợp lâu ngày người ta cũng có thể gây glaucoma tân mạch, để tăng nhãn áp glaucoma tân mạch. Thì đây là một cái hình ảnh của một cái bệnh nhân 8 tuổi. Bệnh nhân 8 tuổi đây, mắt phải có giảm thị lực, mà đi khám thì thấy như này. Đây mọi người để ý cái xuất tiết rất nhiều đấy, xuất huyết tiết rất nhiều vùng hoàng điểm đây, nó dày, nó đặc ở cái vùng hoàng điểm. Nhưng mà ngoài cái xuất tiết thì mình lại không thấy những cái tổn thương khác đấy, ta chỉ thấy có mỗi xuất tiết thôi ở xung quanh đĩa thị đấy xuất tiết. Thì những cái trường hợp này ấy, bao giờ mọi người phải soi chu biên để tìm ra cái nguyên nhân xem là xuất tiết nó từ đâu. Thì khi cái bệnh nhân này tôi cho soi võng mạc chu biên thì thấy các cái tổn thương rất là điển hình của cái bệnh khốt. Đây mọi người thấy ở cái hình ảnh bên tay phải đây, đây là cái mạch máu này, thì thấy cái mạch máu nó giãn và nó có những cái chỗ nó phình ra. Đây là những cái phình mạch, đây là những cái phình mạch đấy, đây những cái phình mạch và xuất tiết, và ở đây nó võng mạc nó cũng bị bong, nó có dịch ở dưới đấy, có dịch ở dưới, và những cái đám xuất tiết vàng nó vàng và nó ở lớp sâu đấy, đấy. Thì những cái này tổn thương rất là điển hình. Đây mọi người xem, thì trên cái bệnh nhân này nếu mà khi mà tóm lại là khi thấy xuất tiết như này thì mọi người phải soi rộng, phải soi cả chu biên đấy, nếu mà chụp đáy mắt. Đây cũng cái bệnh nhân đấy, tôi cho soi chu biên và chụp đáy mắt góc rộng này thì thấy rất nhiều cái phình mạch ở chu biên đấy. Ở trung tâm thì không không thấy phình mạch, nhưng mà nó phình mạch ở chu biên, ví dụ phía thái dương trên này, cái mắt phải thái dương trên này, ở phía thái dương này cũng nhiều, đây có một đám này, và đây ở phía mũi dưới này cũng có một đám đấy. Đây là những cái phình mạch, giãn mạch rồi xuất tiết rồi bong võng mạc đấy. Những cái vùng chu biên này nó có biểu hiện là có dịch ở dưới đấy. Còn ở hoàng điểm thì không thấy có phình mạch, nhưng mà những cái xuất tiết này nó chảy vào, nó đọng ở dưới hoàng điểm đấy. Tiếp theo đây là một cái trường hợp khác mà tôi cũng mới gặp. Cái này bệnh nhân này là 26 tuổi, bệnh nhân 26 tuổi đi khám
thì thấy là đáy mắt này, hoàng điểm này, có xuất tiết này và có dịch ở dưới võng mạc đây. Đây là cái quầng dịch này. Đấy, có dịch ở dưới võng mạc. Phía trên này là có xuất tiết cứng này, vàng vàng này, và nó xuất tiết này nằm ở sâu ở cái dưới cả mạch máu này. Đấy, ở dưới mạch máu. Còn phía đây vùng hoàng điểm này, phía thái dương so với hoàng điểm ấy, thì mọi người thấy rất nhiều những cái phình mạch. Đấy, những cái phình mạch và các cái mạch máu này nó giãn, và những cái vùng này là nó có hiện tượng thiếu máu. Ở giữa những cái phình mạch này nó có hiện tượng thiếu máu, vì cái võng mạc nó trắng hơn, nó không được hồng, nó không được hồng, và nó không được hồng thì đấy là soi đáy mắt. Còn muốn biết chắc chắn hay không ấy thì sẽ phải chụp mạch hình quang thì sẽ rất là rõ. Và đây là có một cái đám xuất huyết này, đấy, nó có một cái đám xuất huyết đấy. Do đó là đối với những cái trường hợp mà bệnh khốt hoặc là mình soi đáy mắt thấy những cái đám vàng vàng như này, thì mọi người cố gắng soi rộng ra chu biên hoặc là soi kính ba mặt gương ấy, để phát hiện xem là nó có những cái tổn thương điển hình của bệnh khốt hay không. Nếu mà như bệnh nhân này thì nó những cái tổn thương này là rất điển hình, như những cái phình mạch này đấy, và kết hợp với chụp mạch hình quang nữa để chẩn đoán bệnh khốt. Là đây là một cái trường hợp mà mình khốt này. Phúc tắt nhạc đi Phúc ơi, tắt micro đi. Nguyễn Đình Phúc tắt micro đi. Mọi người khi vào nhớ tắt micro nhé. Tại hôm nay tôi không phải là host nên là không không tắt được micro của người khác. Đấy. Tiếp theo này. Đây bong võng mạc này. Thì mọi người thấy đây là cái trường hợp mà bệnh khốt giai đoạn nặng. Giai đoạn nặng thì nó dịch nó nhiều, nó cái bong võng mạc đây, hoặc là nó cái tăng sinh gây co kéo cái bong võng mạc. Thì đây trường hợp này là bong rất nhiều và có những cái đám nó tăng sinh này, co kéo. Tiếp theo là hình ảnh trong bệnh khốt ấy, thì mình cũng cần làm siêu âm. Đây là siêu âm, thì khi mà soi đáy mắt nó không rõ, nhất là những cái trường hợp thứ nhất là hay gặp trẻ con này, đúng là nếu không gây mê soi đáy mắt cũng rất là khó. Cái thứ hai là bệnh nhân bị bong võng mạc, đấy, bong võng mạc mình nhìn nó không rõ nữa, thì lúc đấy là hoặc là môi trường nó đục, có thể là bệnh nhân không phối hợp, hoặc môi trường đục, hoặc là xuất huyết dịch kính, hoặc là bong võng mạc lâu ngày nó quá cao rồi nhìn nó không rõ đáy mắt nữa, thì lúc đấy mình phải kết hợp với siêu âm. Đây là ví dụ cái trường hợp mà bệnh khốt bị bong võng mạc toàn bộ, thì mọi người thấy cái hình ảnh siêu âm đây. Nó hình phễu đấy, hình phễu và còn dính ở đầu thị kinh đấy, cái võng mạc nó còn dính ở đầu thị kinh đấy, dính ở đầu thị kinh, và cái dịch kính này nó tăng âm nhiều, kể cả ở dưới võng mạc nó tăng âm nhiều, chứng tỏ là cái này nó bong lâu rồi, và cái dịch này nó không phải là dịch trong và nó có nhiều cái xuất tiết ở dưới. Tiếp theo là chụp mạch hình quang. Chụp mạch hình quang thì là có giá trị nhất trong cái chẩn đoán bệnh khốt. Thì đây ví dụ mọi người nhìn thấy đây là hình ảnh cái bệnh nhân mà có xuất tiết này, có dịch dưới võng mạc này và có những cái phình mạch đây. Thì đây tôi cho chụp mạch hình quang. Thì trên cái hình ảnh chụp mạch hình quang ấy của bệnh khốt ấy, thì mọi người mô tả như sau. Thứ nhất là xem những cái mạch máu này nó có giãn hay không này. Thì đây ví dụ mọi người nhìn vào thấy cái mạch này.
Mọi người có nhìn thấy cái mũi tên chỉ không, con trỏ tôi chỉ Thì rõ thế ạ. Có không? Nhìn nhìn ảnh nó nét nha. Thì mọi người thấy đây là cái mạch máu này nó bị giãn này. Đấy, nó giãn nó phình ra, nó giãn nó phình ra. Còn những cái này, những cái chỗ nó tăng huỳnh quang, nó sáng như này chính là cái phình mạch này. Cái mạch máu nó bị phình. Đấy, nó bị phình ra. Còn những cái chỗ nó tối này này, đấy, những cái chỗ nó tối này là những cái vùng mao mạch nó không không được cấp máu, nó gọi là người ta gọi là thiếu máu đấy. Trên chụp màn hình quang là biểu hiện bằng những cái đám nó giảm huỳnh quang đấy. Mọi người thấy những cái vùng nó tối, những cái vùng tối này, chỗ này tối hơn chút tại vì vừa thiếu máu vừa có cái đám xuất huyết. Mọi người thấy cái đám xuất huyết này này, đấy, cái đám xuất huyết này nó che lấp nữa đấy, thì là vừa kết hợp với che lấp vừa kết hợp với thiếu máu thì là thấy thấy nó giảm huỳnh quang, thấy giảm huỳnh quang. Thì những cái này người ta trông trên tiếng Anh nó mô tả giống như kiểu những cái bóng điện ấy. Trong cái vùng tối tự nhiên có những cái phình nó sáng lên như này, nó gọi là light bulb đấy, hyperfluorescent đấy. Thì trong những cái đám tăng huỳnh quang như những cái bóng điện trong cái vùng tối này, thì những cái này rất là điển hình của cái bệnh Cold đấy. Của bệnh Cold thì khi mà hình ảnh lâm sàng này kết hợp với chụp màn hình quang này thì mình có thể chẩn đoán chắc chắn là bệnh Cold. Còn ở cái vùng mà nó xuất tiết nhiều này, mọi người thấy là đây là thùy sớm, ngay sau cái thùy động mạch thôi. Ở cái thùy sớm này thì cái xuất tiết này nó cũng che lấp một phần huỳnh quang, do đó mọi người thấy là cái vùng cái đám xuất tiết vàng vàng nó nhiều này, đấy, đám xuất tiết vàng nó nhiều này thì ở thùy sớm là nó giảm huỳnh quang đấy, nó giảm huỳnh quang. Nhưng mà đến thùy muộn ấy thì thuốc nó mới thấm vào những cái đám xuất tiết này thì lúc đấy nó mới tăng huỳnh quang đấy. Đây là một cái hình ảnh nữa của cũng bệnh nhân mà bị bệnh Cold này. Thì bệnh nhân này đến khám thì tôi thấy ở cái hoàng điểm nó xuất tiết rất là nhiều đấy, xuất tiết rất là nhiều ở cái vùng hoàng điểm này, ở cái cung mạch ở phía trên này cũng là xuất tiết vàng và nó ở sâu đấy. Trong xuất tiết bệnh Cold thì đa số nó ở sâu, còn nếu mà trong bệnh võng mạc đái tháo đường ấy thì thông thường nó ở nông hơn, hoặc là nó ở bề mặt của võng mạc, trên bề mặt. Còn bệnh Cold thì lại xuất tiết ở sâu. Thì mọi người thấy là những cái xuất tiết cứng này nó nằm ở dưới võng mạc, nhưng mà soi đáy mắt thì chỉ nhìn thấy này thôi và nó cũng không rõ lắm những cái phình mạch đấy. Cũng có nhiều khi bệnh nhân ở những người người ta nhiều tuổi, có khi người ta có cả đục phình thể nữa, hoặc kết hợp với môi trường nó đục do các nguyên nhân khác nên mình nhìn soi không rõ, thì thấy như này cứ vàng 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 này thì chắc chắn là phải chụp mạch huỳnh quang. Thì bệnh nhân này tôi cho chụp mạch huỳnh quang lên ấy, thì mọi người thấy cái hình ảnh chụp mạch huỳnh quang này là cái hình ảnh thì muộn, cái hình ảnh thì muộn, cái thấy là ở những cái chỗ mà xuất tiết vàng vàng này, đây cái đám vàng vàng này, ở đây cái vùng hoàng điểm đấy, cái đám vàng vàng này là thì muộn thì tăng huỳnh quang. Và mọi người thấy những cái tổn thương rất điển hình của bệnh Cold đây, đây là những cái phình mạch đấy, nó như những cái bóng điện nó sáng này, đấy, nó sáng. Và trên cái nền thiếu máu, đây là những cái vùng nó bị thiếu máu này, đấy, vùng thiếu máu, mao mạch nó đóng lại, thấy mạch máu ở những cái như mao mạch ở vùng này nó rất là thưa, đấy, nó rất là thưa, đây mọi người thấy đấy, đấy, những cái mạch máu nó giãn, đấy. Thì những cái dấu hiệu này là rất điển hình của bệnh Cold, đấy. Thì nhiều khi mà những cái bệnh nhân mà không rõ ràng thì bắt buộc phải chụp mạch đấy, nếu chụp mạch trừ những trường nào hợp nào có chống chỉ định thôi, thì đa số phải chụp mạch để chẩn đoán chắc chắn và phục vụ cho điều trị đấy. Phục vụ cho điều trị để làm laser này, những cái vùng thiếu máu là phải làm laser. Thì đây là những cái hình ảnh rất là điển hình của cái bệnh Cold giữa so sánh giữa ảnh màu và chụp mạch huỳnh quang. Trên OCT thì thấy như nào? Trên OCT thì khi mà chụp cái hình ảnh OCT này là của cái bệnh nhân này, đây là của cái bệnh nhân này đấy. Mọi người thấy là có xuất tiết này, trong này nó có cái quầng dịch ở dưới võng mạc. Thì khi chụp OCT qua đây thì thấy là những cái xuất tiết này nó ở lớp sâu đấy, là lớp sâu. Những cái chỗ trên xuất tiết này, trên OCT cắt lớp này thì người ta mô tả là những cái đám nó tăng phản xạ hyperreflective đấy. Thì ví dụ như OCT này mà bắt một người đọc ấy, thì mọi người sẽ mô tả là
Ở đây là nó có những cái đám tăng phản xạ đấy, ở dưới võng mạc. Những cái đám tăng phản xạ ở trong võng mạc. Đây, những cái này là ở trong võng mạc này. Đấy. Và có phù phù hoàng điểm. Cái độ dày nó dày hơn. Đấy, cái hoàng điểm bình thường nó lõm xuống như cái này bị đẩy lồi lên. Và trong này nó có những cái nang này. Đấy. Nó có trong bề dày này nó có những cái nang mà giảm phản xạ đấy, thì nếu khi mình đọc thế người ta hiểu là đấy là những cái vùng mà nó có dịch đấy, là những cái có cái những cái nang giảm phản xạ đấy. Và có những cái đám tăng phản xạ thì mình đối chiếu với lâm sàng thì chẩn đoán thì xác định những cái đám tăng phản xạ này chính là những cái xuất tiết cứng nó nằm ở dưới võng mạc đấy. Cái vùng này là nó có dịch ở dưới võng mạc đấy. Đấy, có dịch ở dưới võng mạc, nó có cả phù ở trong võng mạc, thì đây là cái hình ảnh mà điển hình. Đấy, cái hình ảnh OCT điển hình. Tiếp theo là đến phân giai đoạn. Phân giai đoạn thì chẩn đoán giai đoạn. Giai đoạn 1 là bệnh chỉ có giãn mạch ở võng mạc thôi. Khi mọi người nhìn thấy giãn mạch mà chưa thấy có xuất tiết ấy, thì đấy là giai đoạn 1 và nó rất là sớm. Nếu phát hiện được giai đoạn 1 mà điều trị thì nó hiệu quả nhất. Đấy. Nhưng mà đa số ở những cái giai đoạn 1 nó chỉ có giãn mạch, mà thông thường giãn mạch chu biên ấy, nó chưa ảnh hưởng đến thị lực, do đó là ít khi phát hiện ra ở giai đoạn 1. Đến giai đoạn 2A thì có giãn mạch võng mạc và xuất huyết ngoài hố hoàng điểm, tức là ngoài hố trung tâm hoàng điểm ấy, thấy có giãn mạch này, có xin lỗi, những cái này là xuất tiết, những cái này là xuất tiết này, xuất tiết, xuất huyết thì ít gặp hơn, cái này là xuất tiết này. Đấy. Có giãn mạch võng mạc và xuất tiết ở ngoài chưa lan đến hoàng điểm thì đấy giai đoạn 2. Mà nếu mà có giãn mạch này, có xuất tiết lan đến hoàng điểm ấy, thì đấy giai đoạn 2B. Có bong võng mạc là 3 do dịch ấy, thì 3A. Có bong võng mạc toàn bộ là 3B. Thì đến giai đoạn 3 là có bong võng mạc là nặng. Đấy, đến giai đoạn 4 là bong toàn bộ và có glaucoma thứ phát. Và giai đoạn 5 là bệnh tiến triển giai đoạn cuối rồi. Giai đoạn cuối thì cái này nó nhiều biến chứng, mất thị lực. Đấy, nói chung là đến bong võng mạc là rất là nặng. Đến giai đoạn là 3B này bong toàn bộ là nặng, là đa số điều trị nó không hiệu quả và không thể lực nó không tăng đấy, là thể lực nó không tăng được. Thì đấy là chẩn đoán giai đoạn. Tiếp theo là chẩn đoán phân biệt này. Chẩn đoán phân biệt thì thứ nhất là phân biệt với các bệnh bánh đồng tử trắng ở trẻ em ấy, thì thông thường là người ta hay nhầm với một số bệnh, ví dụ như ung thư nguyên bào võng mạc, ung thư nguyên bào võng mạc retinoblastoma, thì cái bệnh này nó hay gặp ở trẻ em và người ta phải phân biệt, nhất là những cái trường hợp mà bệnh nhân có bong võng mạc và hoặc là trẻ nó phối hợp không tốt, hoặc là có những cái tổn thương của bệnh khốt nó trông rất là giống của u võng mạc, mà người ta phải chẩn đoán phân biệt với u nguyên bào võng mạc để có cái hướng xử trí. Nếu mà ung thư ấy, thì có hướng xử trí nó tương đối cấp, xem để phòng cái biến chứng ung thư nó di căn ra chỗ khác. Có bệnh nữa tồn lưu dịch kính nguyên thủy hoặc là toxocara, thì những cái này trên lâm sàng là cũng là thường gặp nhất. Tí nữa tôi sẽ chỉ một số cái trường hợp mà có thể nhầm với ung thư nguyên bào võng mạc retinoblastoma. Tiếp theo là những cái bệnh mà có xuất tiết và vi phình mạch võng mạc khác, ví dụ như bệnh von Hippel-Lindau là cũng là một cái bệnh gây là u mạch ở võng mạc, nhưng mà cái bệnh von Hippel này thì nó có yếu tố di truyền theo gia đình, và cái đặc điểm của những cái phình mạch von Hippel thì nó khác và nó liên quan đến những cái triệu chứng toàn thân, hoặc là bệnh tắc tính mạch trung tâm võng mạc
Ví dụ như bệnh nhân mà thấy có xuất tiết rất nhiều, hoặc là những cái trường hợp mà nó có cả xuất huyết nữa, môi trường đục và soi không rõ nữa, thì là cũng có thể nhầm đấy, trên thực tế lâm sàng có thể nhầm. Hoặc nếu là bệnh giãn mao mạch hoàng điểm, mắc theo giãn mao mạch hoàng điểm thì chủ yếu nó gặp ở vùng hoàng điểm, nó giãn mao mạch thì xuất tiết thì nó ít thôi, nó không có xuất tiết mấy, nhưng mà võng mạc nó phù. Đến giai đoạn muộn là nó cũng phù nhiều và là trùng mạch nên nó cũng có phình, nhưng mà chủ yếu nó chỉ ở hoàng điểm nên nó không có chu viên. Đấy, giãn mao mạch hoàng điểm, phình động mạch võng mạc này, phình động mạch võng mạc thì tôi cũng gặp một số trường hợp những cái phình nó to và dịch nó ra nhiều và nó có nhiều cái xuất tiết cứng. Đấy, có nhiều những xuất tiết cứng thì lúc đấy là mình cũng phải đặt cái vấn đề chẩn đoán phân biệt. Cái nữa là những cái đơn giản nữa là bệnh võng mạc đái tháo đường. Đấy, bệnh võng mạc đái tháo đường, nhất là ở những cái người mà tầm 40-50 tuổi mà cũng có tiền sử đái tháo đường, nhưng mà lại thấy khám rất nhiều xuất tiết mà phình mạch nữa, nó cũng có phình mạch, nó cũng có xuất tiết nhiều, thì trong trường hợp đó cũng cũng có trường hợp là nó nghi ngờ giữa cái bệnh võng mạc đái tháo đường bị khốt, do đó mình cần chẩn đoán phân biệt. Ở đây tôi sẽ đi sâu vào cái phân tích, cái phân biệt giữa ung thư nguyên bào võng mạc và bệnh khốt. Đây là cái phân biệt này. Thứ nhất là bệnh khốt, cái cột thứ nhất là bệnh khốt, cái thứ hai là retinoblastoma. Thì thứ nhất là tuổi phát hiện. Tuổi phát hiện thì bệnh khốt thì cái tuổi phát hiện là cao hơn, thông thường là từ 6 đến 8. Nhưng mà retino thì thông thường là 1 đến 2 tuổi, 1 2 năm đầu là hay phát hiện như này. Đấy. Tất nhiên kể cả khốt nó cũng có thể gặp từ 1 tuổi trở lên, từ 1 tuổi là có thể gặp rồi, hoặc là retinoblastoma nó gặp ở những cái tuổi nó muộn hơn chút. Đấy. Ở những cái tuổi nó muộn hơn chút là ví dụ có những ca 5-6 tuổi mới phát hiện retinoblastoma. Giờ thì những cái trường hợp đấy là mình phải phân biệt với bệnh khốt. Cái hai giới tính này, giới tính thì cái bệnh khốt là chủ yếu gặp ở nam, đấy 75 đến 85% là gặp ở nam. Đấy. Còn retinoblastoma ấy thì có thể gặp cả nam và nữ, cái tỷ lệ nó tương đương nhau. Cái tiếp theo là một bên mắt, thì bệnh khốt ấy, thì đa số chỉ gặp một bên thôi. 75 đến 95% là gặp một bên. Còn retinoblastoma ấy thì 6 chỉ 60% thôi, còn 40% là gặp ở hai bên mắt. Đấy. Triệu chứng đục thủy thể thì ở cốt thì ít gặp đục thủy thể. Retinoblastoma thì có thể gặp đục thủy thể ở giai đoạn muộn. Đấy. Tổn thương ở dịch kính này. Bệnh cốt thì đa số là không có tổn thương ở dịch kính, hoặc là những cái trường hợp mà những cái phình mạch nó vỡ thì nó có thể xuất huyết, nhưng mà rất rất ít gặp. Thì ở cái retinoblastoma thì có thể gặp những cái seeding, thường là nó phân tán u nó vào trong dịch kính ấy. Đấy. Nó vào trong dịch kính là mình phát hiện ở trong dịch kính nó đục và nó có phân tán u ở trong dịch kính, hoặc là những cái thể nó hướng ngoại. Đấy, hướng ngoại thì cái có thể cái u nó, cái tế bào u nó giải phóng vào trong dịch kính thì thấy là nó đục ở trong dịch kính. Xuất tiết cứng ấy, thì trong bệnh khốt thì là rất là nhiều. Đấy, rất nhiều, nhưng trong retino thì lại không thấy có xuất tiết cứng, không có thấy xuất tiết cứng. Nhưng mà trên lâm sàng ấy không phải lúc nào mình phân biệt được như này đâu, tại vì những cái trường hợp mà võng mạc nó bong hết rồi mình không thấy, chỉ soi thấy những cái đám nó vàng vàng thôi. Đấy, soi thấy có đám vàng vàng thôi mà chẳng rõ là cái đấy là xuất tiết hay là cái gì. Đấy, cái u
nó lồi lên vòng vàng, võng mạc thì bong hết rồi đấy. Còn cái triệu chứng bong võng mạc thì cả hai cái bệnh này đều có thể gặp và cũng hay nhầm ở những cái trường hợp mà xem phân vân xem có phải khốt do bong là bong mạc do khốt hay bong võng mạc do retinal. Ví dụ như là đứa trẻ nó 2 tuổi ạ, 1-2 tuổi đến khám mà thấy bong võng mạc hết rồi, ảnh đồng tử trắng rồi mà nhìn soi có khi soi bán phần trước đã nhìn thấy cả cái võng mạc nó ở cái diện đồng tử rồi, thì những cái trường hợp đấy thì chắc chắn là phải phân biệt với retinoblastoma. Thì đối với bong võng mạc ấy, trong bịch khốt ấy, thì mình nhìn thấy cái võng mạc nó vàng, nhưng mà phải quan sát kỹ xem là trên bề mặt ấy, trên bề mặt cái võng mạc nó bong ấy, là cái mạch máu nó có giãn hay không và nó có những cái phình mạch hay không. Đấy. Có trong bịch khốt thì thường là có, trong retino ấy, thì thấy cái võng mạc nó vàng, nó mạch máu nó không giãn. Đấy. Mà mạch máu nó không giãn. Và khi mà mình nghi ngờ mình cho làm siêu âm. Trong bệnh khốt thì dù có nó có bong võng mạc nhưng mà siêu âm thì không thấy có hiện tượng canxi hóa, tức là nó không tăng âm. Đấy, nó không tăng âm. Còn retinoblastoma thì nó có canxi, do nó tăng cản âm, có canxi thì nó tăng âm. CT scan này. CT scan. CT scan thì những cái trường hợp mà bong võng mạc ấy, thì thấy cái hiện tượng bong võng mạc mà không có canxi, nhưng mà trong retino thì thấy bong võng mạc và có hiện tượng canxi hóa. Trong CT scan là canxi là nó nhìn nó rất rõ đấy. Thì những cái trường hợp mà khó khăn ấy, thì mình phải phải phối hợp tất cả những này để phân biệt xem là cái đấy là khốt hay là retinoblastoma. Và thông thường cũng phải hội chẩn thêm xem những cái bác sĩ mà người ta chuyên ấy. Tí nữa tôi sẽ chỉ mọi người một số ca lâm sàng mà ban đầu là bác sĩ người ta chẩn đoán là u võng mạc, nhưng mà sau khi cho trùng mạch ấy, thì thấy những cái tổn thương điển hình của bệnh khốt, thì lúc đấy mới chẩn đoán phân biệt được đấy là bị khốt. Tại vì những cái xuất tiết thì nhiều khi nó đọng nhiều, nó nổi gồ lên và lại không không thấy phình mạch các thứ. Phình mạch nó ở tít xa, nó ở trung biên, mà trẻ con thì khó soi. Đấy, trẻ con thì khó soi, không soi được, và trừ khi gây mê thì mới soi được đến trung biên. Đấy, do đó là bác sĩ ban đầu người ta cũng nghĩ đến là xem có phải loại trừ nguyên bào võng mạc hay không. Đấy. Lành tính hay là ác tính, nếu khốt thì là bệnh lành tính, còn retinoblastoma thì ác tính. Tiếp theo tôi nói về cái phần điều trị. Đây điều trị này. Điều trị bệnh khốt thì nó cũng có mấy cái phương pháp cơ bản thôi. Thứ nhất là laser quang đông vùng võng mạc thiếu máu và phình mạch này. Cái thứ hai là có thể kết hợp với tiêm anti-VEGF nội nhãn. Thì thông thường tiêm anti-VEGF nó chỉ là cái biện pháp phối hợp thôi, về cơ bản vẫn là laser quang đông là chính để phối hợp với phương pháp khác. Thì cái anti-VEGF nó cũng có tác dụng giảm phù này, giảm dịch ở dưới võng mạc này, giảm dịch ở dưới võng mạc này, giảm xuất tiết này, giảm dịch dưới võng mạc, giảm xuất tiết. Tiếp theo là lạnh đông. Lạnh đông thì áp dụng với các trường hợp mà xuất tiết nhiều và không laser được. Ví dụ như là cái trường hợp mà nó xuất nó phình mạch nó rất nhiều và cả cái đám xuất tiết cứng nó rất là dày, nó ở dưới võng mạc ấy, mà lại phình mạch nó ở hoàng điểm ấy, thì người ta không làm laser được. Đấy. Phình mạch nó, những cái laser thì những cái phình hoặc là những vùng thiếu máu nó phải ở ngoài hoàng điểm. Và nếu mà ở hoàng điểm thì laser và nó gây tổn thương. Tất nhiên lạnh đông, nếu mà lạnh đông mà làm hơi quá một chút, kể cả phía sau ở ngoài, nó cũng ảnh hưởng đến cái võng mạc ở phía trong. Đấy. Nhưng mà thì nếu không làm được laser được ấy, thì có thể
lạnh đông như trẻ con mà nó bé quá, nó bé quá nó không phối hợp được mà tổn thương thì xuất tiết cứng nó rất dày, laser nó không áp được, à nó không không tạo sẹo được đấy. Thì lúc đấy là phải xem có lạnh đông hay không này đấy. Cái nữa là phẫu thuật, thì trong những cái trường hợp mà có bong võng mạc do co kéo ấy, co kéo này, hoặc là do xuất tiết nhiều ở dưới võng mạc, dịch nó nhiều dưới võng mạc gây bong ấy, thì lúc đấy là phải điều trị bong võng mạc. Nếu có xuất huyết hoặc có tăng sinh sơ thì lúc đấy phải kết hợp với cả cắt dịch kính nữa. Đấy, đấy là những cái phương pháp mà phẫu thuật. Còn một cái biến chứng nữa mà có thể gặp ở glaucoma, bệnh trong bệnh cốt ấy, là biến chứng glaucoma tân mạch, trong những trường hợp mà thiếu máu rộng, võng mạc thiếu máu rộng nó gây glaucoma tân mạch, thì lúc đấy là mình phải điều trị glaucoma tân mạch. Đấy, điều trị đấy là những cái phương pháp điều trị trong cái bệnh cốt. Trong bệnh cốt thì ở đây ví dụ một cái trường hợp mà laser quang đông này, đây mọi người thấy là cái bệnh nhân này là tôi phát hiện rất sớm này, là bệnh nhân này là 10 tuổi và phát hiện sớm này, phát hiện sớm, phát hiện cũng là tình cờ thôi, cũng là tình cờ vì bệnh nhân bị tật khúc xạ, bệnh nhân bị tật khúc xạ sau đó đi khám bác sĩ thì bác sĩ cẩn thận soi đáy mắt. Soi đáy mắt thì cái bệnh nhân này ở hoàng điểm rất bình thường, đấy, rất bình thường, không thấy có dấu hiệu gì, không thấy có dấu hiệu gì, xuất tiết cứng nó không có, đấy, thì vô tình bệnh nhân này liếc mắt quá, bệnh nhân phối hợp không tốt này liếc mắt ra xa quá, thế là bác sĩ này tình cờ nhìn thấy cái đám này, đấy, nhìn thấy cái đám phình mạch này, thế mới chuyển sang tôi để tôi chụp mạch, tôi chụp mạch và khám thì thấy là ở phía đây mắt trái này, phía thái dương này, phía thái dương này nó có những cái phình mạch này, nó có những cái vùng thiếu máu, thì rất là điển hình của bệnh cốt. Đấy, bệnh cốt thì sau khi chụp mạch thì bên cho laser, laser thì ở trẻ em là phối hợp cũng kém đấy, laser nó cũng khó, không phải đơn giản. Thì đây ví dụ như bệnh nhân này là lần đầu tiên đây dỗ mãi thì bệnh nhân mới phối hợp được laser được cái vùng này. Đấy, thì mọi người thấy là những cái vùng mà khi mà laser thì làm vào những cái phình mạch này, này. Đấy, laser trực tiếp vào luôn những cái phình mạch này và những cái vùng thiếu máu. Thì ở đây tôi, đây là những cái phình mạch này, đây tôi laser xung quanh đây. Đấy, và mọi người soi thì thấy cái vùng võng mạc, tuy vùng thiếu máu nó mới ở đây thôi, nó mới ở đây, nhưng những cái vùng mà võng mạc xung quanh thấy nó trông nó hơi xốp xốp đấy, nó hơi dày dày lên ấy. Tuy giờ chụp mạch chưa thiếu máu nhưng mà đa số những cái trường hợp này thì tôi sẽ phải laser rộng hơn chút, laser xa hơn đấy, tất cả những cái vùng nó xốp xốp võng mạc như này, này thì đa số là laser để phòng nó lan rộng ra, nó gây dịch, nó gây bong võng mạc, cái vùng thiếu máu này đấy. Thì đa số, nhưng mà trẻ con thì mình phải làm nhiều lần, phải dỗ làm nhiều lần đấy, ví dụ đây lần một này, xong đó hẹn lại thì mình kiểm tra cho chụp lên, chụp ảnh màu lên xem là những cái vùng nào thiếu máu mà mình laser chưa tới thì lúc đấy lại bổ sung vào sau. Đấy, đây ví dụ như là sau khi làm laser lần một, tôi chụp lên là như này. Đấy, bây giờ mọi người xem một số cái hình ảnh khác của cái bệnh cốt. Ở đây thì rất nhiều bệnh nhân, để tôi xem có cái trường hợp nó giống với retinoblastoma. Đây ví dụ như cái trường hợp này này, đây ví dụ như cái trường hợp này là cũng là một trường hợp mà bị bệnh cốt và phối hợp với bệnh võng mạc trẻ đẻ non, thì cái bệnh nhân này là có tiền sử đẻ non đấy, có tiền sử đẻ non và đã điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non rồi, và khi mà khám thì thấy có rất nhiều xuất tiết đấy, bác sĩ
bác sĩ khám thấy có rất nhiều xuất tiết như này đấy, và bác sĩ gửi sang để tôi chụp mạch hình quang đấy, thì mọi người thấy là ở đây là rất là điển hình của cái bệnh võng mạc trẻ non này, cái mạch máu nó phát Có lâu triển. hôm chưa thấy hình. Mọi người thấy chưa, có thấy hình không? Chưa ạ. Chưa À ạ, chưa lại thấy chưa à? chuyển ạ. À chưa chuyển, để tôi chuyển. À, xin lỗi. À, đây. À, mọi người thấy chưa? Thế rồi thế ạ. Rồi ạ. Ừ. Rồi ạ. À, đây là một cái trường hợp mà cháu bé bị bệnh võng mạc trẻ để non kết hợp với bệnh Cold đấy, thì khám thì thấy có ánh đồng tử trắng thôi, nhìn thấy vòng ba soi ánh đồng tử trắng hơn. Thì mọi người bác sĩ soi thì thấy là có rất nhiều xuất tiết này đấy, võng mạc trẻ để non không ấy thì nó không có xuất tiết như này, nhưng mà bệnh nhân này có rất nhiều xuất tiết này, và khám ở chu biên thì thấy mọi người thấy những cái vùng võng mạc nó chưa, cái mạch máu nó chưa phát triển đến này đấy, những cái vùng này mạch máu chưa phát triển đến đấy, thì đây đây là những cái hình ảnh cũng điển hình của võng mạc trẻ non, nhưng mà thấy phía trên này lại rất nhiều xuất tiết này, rất nhiều xuất tiết này, và những cái này cũng có mạch máu nó giãn nữa. Thì bệnh nhân này là chẩn đoán phân biệt giữa võng mạc trẻ để non và bệnh Cold hoặc là phối hợp cả hai loại đấy. Thì đây cái mắt trái đây, cũng cái bệnh nhân đấy mắt trái, thì mắt trái là chủ yếu là tổn thương của bệnh võng mạc trẻ để non thôi. À, thấy đây là cái màng sơ này, màng sơ trong kính ấy. Và những cái mạch máu này nó phát triển chưa tới chu biên, nó chưa tới chu biên, nhưng mà cái mắt này thì là thấy nó tương đối ổn định đấy, tương đối ổn định đấy. Thì khi mà chụp mạch hình quang này, cái mắt phải mà nó xuất tiết nhiều ấy, thì ngoài những cái mạch mà những cái mạch mà cái vùng võng mạc chu biên này nó thiếu máu này, do mạch máu nó chưa phát triển đến đấy, nó chưa phát triển đến, thì còn thấy những cái mạch nó giãn. À, mọi người nhìn thấy không, nhìn rõ Rõ thế ạ. đấy. À, thì thấy những cái mạch máu nó giãn này đấy, những cái mạch máu nó giãn. À, và phía trên này thì nó có nhiều xuất tiết cứng đấy, ở phía trên này đấy, đây chỗ này rất nhiều xuất tiết cứng này đấy. Đấy, thì những cái này là nó biểu hiện tổn thương của bệnh khớp nữa, do đó là cái bệnh nhân này thì nó có hai, cái mắt này có hai bệnh, một là võng mạc trẻ non, cái thứ hai là có phối hợp với cả bệnh khớp đấy. Bệnh nhân này mắt trái thì tương đối ổn. Đây mắt phải đấy, đấy mọi người thấy những cái phình mạch này đấy, những cái này là những cái mạch máu nó giãn to này, nó giãn to, và đây những cái phình mạch xen kẽ là những cái vùng thiếu máu đấy. Ví dụ như bệnh nhân này thì chắc chắn là phải làm laser hết ở những cái vùng võng mạc chu biên này, vùng thiếu máu này, để phòng nó bong võng mạc hoặc là glaucoma tân mạch. Đấy là một cái trường hợp. Tôi xem một cái trường hợp khác. Đây. Đây cái ca này thì nãy tôi cho trong slide rồi, thì mọi người thấy đây rất là rõ đây. À, những cái tổn thương này, ví dụ bệnh nhân này thì tuổi nó tương đối cao, tuổi cao hơn, do đó là phải phân biệt với các trường hợp khác. Ví dụ đây thì chụp mạch hình quang đây, đấy thấy những cái ở cái võng mạc chu biên này nó rất điển hình của bệnh Cold đây, nó có những cái phình mạch đây, những cái vùng Vậy thiếu là chưa máu, chuyển slide, chưa nhìn thấy. mạch máu nó giãn đây. Đấy. À, thấy chưa nhỉ, mọi người thấy không? À, để tôi cho to lên.
bệnh nhân này thì xuất tiết rất nhiều này. Ở đây thấy có những cái đám nó xuất huyết này, nó dày quá nên là cũng không rõ cái này nó có phình mạch hay không. Đấy, có phình mạch hay không thì lúc đấy phải cho chụp mạch huỳnh quang này thì mới rõ được. Đấy, bệnh nhân chụp mạch huỳnh quang này thì thấy những cái vùng này thiếu máu này, những vùng này thiếu máu không biết phải do tắc mạch hay là nó do bệnh cốt, nhưng mà xem ở những cái chỗ khác này thì mọi người thấy rất rõ là những cái vùng thiếu máu, mạch máu nó giãn này, những cái phình mạch này, thì những cái vùng chu biên này nó tương đối điển hình của bệnh cốt và nó có cả xuất huyết ra xung quanh nữa. Đấy, nó giảm hình quang thì cái bệnh nhân này được chẩn đoán là bị cốt. Đấy, thấy chụp mạch huỳnh quang rất là quan trọng. Để tôi xem một cái trường hợp khác. Mọi người đợi tí tôi tìm cái ảnh bệnh nhân nó giống retinal. Mọi người tranh thủ xem có câu hỏi gì thì đặt câu hỏi luôn nhé. Trong khi tôi tìm mấy cái ảnh nó tương đối điển hình.
Xem một cái trường hợp mà bị bệnh hốt thì bị bong võng mạc đây, mọi người nhìn thấy không? Nhìn thấy ảnh. Dạ có thì ạ. Đấy, thì cái bệnh nhân này mắc phải là hốt cái giai đoạn mấy, nếu mà có bong võng mạc là giai đoạn mấy rồi? Nếu mà bong thì 3 trở lên nhé, có thể 3A hoặc 3B. Đấy, 3A là bong chưa toàn bộ, 3B là bong toàn bộ. Thì bên này chưa bong toàn bộ thì là 3A. Đấy, mọi người thấy đây, đấy, nhìn thấy bong võng mạc này. Những cái nó dịch lâu, nó bong lâu, nó có những cái giải xơ ở dưới võng mạc. Đấy, mọi người thấy là đây là những cái chỗ xuất tiết nó đọng, đấy, đọng. Nếu mà trùng mạch lên đây, trong những cái trường hợp như này thì phình mạch cái thứ nó không rõ lắm đâu, nó chỉ chụp mạch quang thì là nó mới rõ đấy. Ví dụ đây chụp mạch này, mọi người có nhìn thấy ảnh Có, tôi có. không? Đấy, tôi cho đấy. Đấy, đến thì muộn này tăng huỳnh quang, còn những cái này bong cái võng mạch thì nó bị teo, bị là những cái phình mạch mạch máu nó giãn, chỗ to chỗ nhỏ, có chỗ nó tắc. Đấy là cái trường hợp mà bệnh nhân khớp. Là để tôi xem đây, đây ví dụ như cái bệnh nhân này là cũng rất là nặng, và trong thoạt đầu khi mà nhiều người mà chưa ít gặp những cái trường hợp này, thấy tự nhiên thấy cái chỗ hoàng điểm nó lồi lên này. Những cái nó đi đấy, những cái phình mạch nhà đây đấy, và những cái thiếu máu, thì những cái trường hợp này nó cũng là tổn thương của cái cốt. Bệnh nhân này cũng thế này, bệnh nhân này cũng rất là nặng này. Đấy, tất cả những cái ca như này đấy, khi mà khám đây thì mọi người thấy là nó rất là nhiều, chụp lên thì phình mạch rất là nhiều, phình mạch. Đây cái bệnh nhân này nữa, okay. Thì phải soi kỹ cho chu biên. Soi chu biên thì thấy là cái mạch nó phình to này, đấy, đây là phình mạch rất là to này, cái võng mạc nó giãn, cũng hơi giống bệnh von Hippel, cái bệnh von Hippel Lindau ấy, là nó cũng à, đây là cái hình ảnh đây, thì ngoài cái ổ đây nó còn có cái ổ phía thái dương trên đây, đấy. Thì cái này sau khi trùng mạch lên thì cũng chẩn đoán xác định là bệnh hốt đấy. Mọi người thấy tuy là cái phình mạch nó ở xa này nhưng mà cái dịch xuất tiết nó lại vào tận trong hoàng điểm đấy. Dịch xuất tiết nó trộn hoàng điểm, khi lâm sàng ấy, đa số để soi kỹ ra chu biên, soi kỹ chu biên cứ lần theo những cái vùng mà xuất tiết nó đến ấy, thì đa số là phía chu biên là đấy mạch nhé. Mọi người cứ lần theo những cái giải, ví dụ chỗ này nó xuất tinh cứng nó nhiều này, thì mọi người soi soi phía chu biên thì phía trên vùng trung tâm này. Đây cái bệnh nhân
Thế bệnh nhân tôi nói là cả à, đây vùng hoàng điểm rất bình thường, rất bình thường, nhưng mà phải soi tít ra chu biên này thì mới thấy có tổn thương. Đấy. Thế trường hợp này khám đó, phát hiện ra tình cờ để cái cháu này nó thì sao để mắt liếc mắt. Này. Cái này cũng nặng này, để tôi xem lô nhật lỏng. Đây, đây là cái trường hợp này rất giống retinoblastoma. Anh 8 tuổi và khi soi đáy mắt thì thấy là ở cái giữa này nó lồi hẳn lên và lồi hình ảnh 2 chiều thì người ta mọi người không thấy rõ lồi nhưng mà lồi rất cao thì bác sĩ nghi ngờ đây là có nó có khối u. Đấy, nó có khối u thì thông thường cái nếu mà hình ảnh như này thì người ta phân biệt mấy cái. Thứ nhất là xem nó lành tính hay tính, nó có phải retinoblastoma hay không này, hoặc là Toxocara. Đấy, Toxocara nó cũng hay gây nó cũng bọc vàng như này, nó nổi lên thì lúc đấy là phải cho chụp mạch hình quang. À, bệnh nhân hình quang đây thì rất là đi thì Dạ, em thương nghe dễ thầy là chập chờn quá, bọn em nghe không rõ thầy. à, nghe không rõ. Vâng ạ. Bây giờ được chưa, bây giờ rõ chưa? Ừ. Đấy, chắc do internet ấy, nó thỉnh thoảng nó mất tín hiệu Vâng ạ. đấy. Thì thấy cái đây là rất điển hình bệnh Crohn, thấy mạch máu nó giãn to này, giãn to này, những cái phình mạch này, máu này. Đấy thì nếu mà khi mà nhìn thấy hình ảnh như này thì có thể khẳng định chắc chắn đây là cốt chứ không phải retinoblastoma. Thì đa số khi laser thì cũng phải laser luôn cả những cái vùng này, nếu mà nó không gần hoàng điểm quá thì là cũng laser luôn vùng võng mạc chu biên này. Thì dựa vào chủ yếu nó đọng thuốc ở vùng hoàng điểm này thôi đấy, và nó không có phình mạch ở hoàng điểm, nó đọng thuốc ở những cái vùng xuất tiết ấy, thì muộn là đọng. À, thì bệnh mạch máu ống mạc thì nó có nhiều lắm, thì dần sẽ giới thiệu anh chị để tôi xem có ai hỏi gì không. Thầy nói rõ về đặc điểm xô thì cái tốc xô thì nó có 2 loại, một tốc xô cara hay là plasma. Đấy, tốc xô cara là do ký sinh trùng đấy, thì nó là thuộc cái rồi nó gây xuất tiết đầy ở dưới võng mạc. Thì khi soi tóm lại là soi nó cũng thấy cái đám vàng vàng nó ở giữa này, ở giữa này thì nếu mà Toxocara thì mình sẽ không thấy những cái phình mạch như này đấy, và bệnh cốt thì kiểu gì nếu này kiểu gì nó có phình mạch đấy, nó có phình mạch nó giãn
là cái chỗ lồi lồi đấy là nó do xuất tiết hay là nó do sơ ra thì đa số nó viêm, nó co kéo và nó nhiều sơ. Chụp mạch huỳnh quang thì nó tăng, nó cũng tăng tăng lên xét nghiệm. Có ai hỏi gì nữa ở đây? Có Nguyễn Thị Lan hỏi là xuất tiết là do tổn thương ít đầu dịch nó ra thôi, những cái huyết tương các thứ đã dò ra trước. Còn nếu mà cái hồng cầu ấy thì kích thước nó to hơn, nếu mà tổn thương nhiều ấy thì nó gây cả huyết này, tức mà nó vỡ mạch. À, lớn hơn cái của cầu thì nó ra nó bị huyết. Hoặc là những cái trường hợp mà bệnh nhân cái thành mạch nó kém rồi, à, ví dụ tăng áp lực hoặc chấn thương hoặc ho hoặc dại thì gây tăng lại cái vỡ thì gây xuất huyết đấy. Còn đấy, trong những cái bệnh nhân ở đây thì có nhiều bệnh nhân là thấy có cả xương. Còn ban đầu thì cái dịch ấy thì là nó thoát ra trước, còn nếu mà nó rộng nhiều ấy thì là hồng cầu mới thoát ra được. À, các tiêu bản ấy thì thấy là nó có tổn thương ở thành mạch, nó phình, nó giãn. Về cơ chế thì nó cũng có thấy hiện tượng có tăng VGF các thứ, nhưng mà tại sao nó tăng thì em xem là nó có tổn thương ở gen không ấy, thì người ta cũng phát hiện một vài cái vị trí tổn thương ở gen, nhưng mà người ta khẳng định là không phải do di truyền mà do đột biến thôi. Đấy, nó do đột biến. Thì nếu mọi người quan tâm thì đọc thêm không thấy dò huỳnh quang thì cái xuất huyết ấy nó có thể nó chảy từ chỗ khác đến, nhưng không nhất thiết là cái xuất huyết là dò huỳnh quang. Đấy, có dò huỳnh quang thì cái đám xuất huyết
nó có thể nó ở những cái vùng xung quanh nó chảy vào, chứ không nhất thiết là cái xuất huyết là phải có giò huỳnh quang. Và thông thường cái xuất huyết thì nó cũng che lấp huỳnh quang nữa. Đây, nếu không có ai hỏi gì nữa thì cái bài Bình Khốt là tạm dừng ở đây nhé. Thì có ca lâm sàng nữa thì mọi người nếu có muốn nghe nữa không thì tôi ca lâm sàng. Thầy nói luôn đi thầy ạ. Chiều đấy. Một cái ca lâm sàng về bệnh viêm tủy thị kinh, thì dạo này cái những cái trường hợp này thường gặp tương đối nhiều mà hay đi. À, để
để tôi xem. Internet hơi chập chờn. Mọi người nghe rõ? Chập chờn thôi ạ. Chập chờn lắm thầy ạ. Để tôi... xem một giây. Thầy thử tắt cam đi thầy. Đây tôi nổi dây rồi. Dùng cái... Bây giờ nghe được không? Có. Để tắt camera. Ừ. Tắt camera đi có thể nó tốt hơn. Đây ca này... cũng mới gặp cách đây vài hôm, hôm nay bệnh nhân ra viện thì về cái viêm tủy thiến kinh ấy, thì trước khi trình bày ca tôi có mấy câu hỏi này xem mọi người trả lời thử xem các cái triệu chứng nào sau đây là thường gặp trong bệnh viêm tủy thiến kinh ngoại trừ đấy, trong ABCD thì có cái nào mà ít gặp nhất. Ví dụ như là A, viêm thiến kinh ở hai mắt này, B, buồn nôn, nôn này, C, hay tái phát này, D là viêm tủy cắt ngang, là triệu chứng thường biểu hiện đầu tiên. Để ai, nếu ai chọn thì đánh vào phần chat nhé, đấy, triệu chứng sau đây này. Cái câu thứ hai này, tất cả các câu sau nói về viêm tủy thiện kinh đều đúng này, ngoại trừ này, viêm thiện kinh luôn xuất hiện ở cả hai mắt cùng lúc này, B này, tiên lượng nặng hơn, viêm thiện kinh trong bệnh sơ cứng giải rác, C thường kèm theo buồn nôn, D là bệnh hay tái phát. Đấy. ABCD mọi người chọn một cái. Đấy. Câu tiếp theo này, đặc điểm tổn thương nào trên cổng từ sau đây liên quan nhất với phổ bệnh viêm tủy thiện kinh? Thì bây giờ cái bệnh viêm tủy thiện kinh tiếng Anh nó gọi là neuromyelitis optica spectrum disorder. Thì spectrum người ta hay dịch là phổ, ở bên thần kinh người ta hay dịch là phổ bệnh viêm tủy thiện kinh. Đấy. Chứ người ta không nói riêng là viêm tủy thiện kinh nữa, mình đang nói phổ bệnh viêm tủy thiện kinh. Ở đây tôi gọi tắt là viêm tủy thiện kinh. A tổn thương chất trắng dạng mất myelin hình trứng này, quanh não thất này, thể chai này. B là tăng tín hiệu bao thiện kinh này. C là tăng tín hiệu thiện kinh một bên này. D là tổn thương viêm tủy cắt ngang dài trên ba đốt sống. Thì trong những cái triệu chứng này thì cái nào là đặc hiệu nhất của viêm tủy thiện kinh? ABCD. Để khi mà có bệnh nhân cũng mở mắt cũng có chẩn đoán viêm thiện kinh thì phải chẩn đoán phân biệt với xem là nó do tự phát hay là nó do trong cái bệnh sơ cứng giải rác hay là trong bệnh viêm tủy thiện kinh hay là cho bệnh viêm thiện kinh có myelin có móc dương tính. Đấy, có mấy cái đấy mà thuốc tiểu phân biệt, mà viêm tủy là nặng nhất.
Đấy thì có 4 câu này. À, có 3 câu. Đấy, câu 3 này. Đấy, có 3, 3 câu hỏi như thế. À, bây giờ tôi vào cái bài tí xem mọi người trả lời nào. À, bệnh nhân 26 tuổi, bệnh nhân mới gặp từ tuần trước này. Hôm nay tôi cho ra viện. Với em nữ 26 tuổi, hai mắt nhìn mờ này. Thị lực thì mắt phải 2 phần 10, mắt trái 4 phần 10, kính lỗ không tăng. Có rung giật nhãn cầu này. Cảm thấy có rung giật, tê bì chân tay, cảm giác tê giác ngoài da. Thì bệnh nhân mô tả là thấy chân tay nó yếu, tê bì và cảm giác nó nóng rát như là bỏng. Đấy. Nóng rát ngoài da như bỏng. Và cũng có nói với nuốt hơi khó. Đấy. Bệnh nhân nói nuốt khó. Thì bệnh nhân tiền sử thì tháng 4 2020 có điều trị viêm thần kinh này. Thì lúc đầu là bệnh nhân bị mờ mắt. Bị mờ mắt do đó là sau đó là đi khám điều trị khoa mắt thì chẩn đoán là viêm thần kinh. Và có tiêm Solumeron trong 10 ngày. Thì thông thường tôi thấy là tiêm trong 10 ngày thì đa số là mọi người dùng liều tương đối thấp. Chắc là tiêm thông thường là thấy tiêm 2 ống một ngày, loại 40 mg, đa số là như thế. Tháng 4 năm 2021 ấy, thì bệnh nhân được điều trị viêm tủy thính kinh bằng truyền Solumeron liều cao trong 5 ngày. Đấy, sau đó thì ra viện và uống thuốc. Nhưng mà sau khi ra viện một tháng ấy, thì bệnh nhân lại xuất hiện lại mờ mắt trở lại. Đấy, lại mờ mắt trở lại và lần này thì lại có thêm tê rát ngoài da nữa, tê bì chân tay. Đấy, tê rát ngoài da, tê bì chân tay. Đấy, thì khám mắt thì nó như nào? Đấy, khám soi đáy mắt thì tôi trông cái soi mắt thì nó tương đối bình thường. Thế gai thị hồng rõ, hoàng điểm cái thứ bình thường, mạch máu bình thường. Nhưng mà vấn đề bệnh nhân vẫn thị lực giảm và kèm theo những cái triệu chứng tê bì. Lần này thì bệnh nhân không buồn nôn, nhưng mà lần trước bệnh nhân kể là buồn nôn, mẹ nôn rất nhiều, phải đến chục ngày là cứ cứ buồn nôn đấy, ăn vào nó nôn ra chục ngày. Nhưng lần này thì bệnh nhân này chỉ có hơi khó nuốt và không buồn nôn. Thì đối với những bệnh nhân như này thì chắc chắn nhất là có tiền sử đã viêm tủy thính kinh rồi thì bao giờ cũng phải cho chụp cổ hồng từ. Ngay kết quả chụp cổ hồng từ này thì đối với trường hợp mà mình đã nghi ngờ là bệnh nhân đã có viêm tủy thính kinh lần trước rồi và lần này lại mờ mắt và có tê bì thì phải bao giờ cũng phải cho chụp cổ hồng từ sọ não và cột sống. Cái sọ não thì mình phải xem cái thần kinh đấy, xem thần kinh xem là nó có thứ nhất là tăng kích thước hay không này, cái hai là có tăng tín hiệu hay không, và thông thường chụp này phải cho chụp có đôi qua từ để xem thuốc nó ngấm không. Thì thấy là cái thần kinh thì tuy nó không kích thước nó không tăng, nó không tăng hơn nhưng mà nó có ngấm thuốc đấy, nó tăng nó có ngấm thuốc đối quang tử. Đây là cái vùng là cái dây thần kinh nó ngấm thuốc, là cái đoạn ngấm thuốc nó dài đấy. Cái đoạn ngấm thuốc nó dài, kích thước nó dài. Và xem là quan tâm ở trên sọ não xem là nó có gì không. Thì thấy là bệnh nhân có tăng tín hiệu T2 này. Đấy, tăng tín hiệu T2 và cả khi mà tiêm thuốc vào thì có ngấm thuốc ở xung quanh cái não thất này đấy. Mọi người thấy là xung quanh não thất này, những cái vùng trắng trắng này là tăng tín hiệu này. Ở cái chỗ này là ở cái cầu não này nó tăng tín hiệu ở cái bó sau này đấy, ở phía sau đấy, chỗ mũi tên tôi chỉ màu vàng đấy là tăng tín hiệu. Đấy, nó tăng tăng tín hiệu. Thì mọi người nhớ là phải chụp hông mắt này, ở sọ não thì phải xem là quanh những cái não thất này này nó có tăng tín hiệu hay không. Nếu tăng tín hiệu quanh não thất này
ở cái sàn não thất bốn ấy, ở trung gần như trung tâm nôn ấy, thì là rất đặc hiệu của cái bệnh viêm tủy thượng kinh. Đấy, thì cái bệnh nhân này rất điển hình ấy, có đầy đủ tất cả các cái triệu chứng. Đấy. Tiếp theo là phải cho chụp cột sống. Cột sống thì thông thường nhất là nếu mình chụp được hết thì càng tốt, nhưng mà để tiết kiệm tiền cho bệnh nhân thì thông thường là chụp ưu tiên cái cột sống cổ trước, tại vì nó hay tổn thương ở cột sống cổ ở trước. Thì thông thường bao giờ chụp thì cũng bảo cái chỗ người chẩn đoán hình ảnh, người ta cố gắng lấy càng dài càng tốt. Đấy, nếu lấy càng dài càng tốt, vì nếu mình yêu cầu thêm chụp đoạn thắt lưng nữa là người ta phải thêm tiền rất là nhiều. Nhưng mà nói bác sĩ là người ta cố gắng chụp thì chụp cột sống cổ, nhưng mà lấy càng xa càng tốt. Thì bệnh nhân này chụp cột sống lên ấy, cột sống cổ lên thì thấy ở cái vùng tủy sống này, trên tủy cổ đây đấy, nó phù lên đấy, nó phù lên và nó tăng tín hiệu đấy, cái đoạn này nó tăng tín hiệu này, tương đối dài, tương đối dài, và nó ở những cái đoạn dưới nó cũng có những cái chỗ nó tăng tín hiệu nữa, và cái đoạn tăng tín hiệu đấy nó dài trên ba đốt sống đấy. Thì ngoài người thấy là ở những cái chỗ mũi tên này tôi chỉ này, những cái vùng này là tăng tín hiệu hơn và nó phù đấy, đây thì chứng tỏ là nó có biểu hiện của viêm tủy đấy, nó sẽ biểu hiện của viêm tủy. Thì bệnh nhân này cũng được làm xét nghiệm, được làm xét nghiệm thì thông thường cái bệnh này phải chẩn đoán phân biệt với mấy thứ. Như hôm nay tôi nói thì xem có phải là viêm thị kinh đơn thuần hay không này. Cái thứ hai là bệnh MS, đấy, bệnh MS xơ cứng giải giáp, xơ cứng giải giáp. Thì thông thường người ta hay cho làm như này. Thứ nhất là anticoagulin này, là đặc hiệu nhất của viêm tủy thượng kinh này. Cái thứ hai OCB, OCB là xét nghiệm tủy sống, dịch não tủy, là phải cho bệnh nhân chọc vào tủy sống xong lấy cái dịch não tủy đi làm xét nghiệm để xem là nó có cái tổn thương trong cái bệnh xơ cứng giải giáp hay không. Đấy. Thì cái OCB này âm tính, thì mình gián tiếp cũng có là một cái dấu hiệu để mình loại trừ xơ cứng giải giáp, để loại trừ xơ xơ cứng giải giáp. Tại vì sao làm những cái xét nghiệm này, tại vì cái này thứ nhất nó đặc hiệu này, nó còn một cái xét nghiệm nữa là cái MOG, là xem, nhưng mà cái MOG thì xét nghiệm nó đắt tiền, nó mất 5 triệu, còn những cái này chỉ mất 600 nghìn thôi một thứ thôi, nên là ưu tiên làm những này trước, nếu mà âm tính thì mình mới loại trừ tiếp và mình xét nghiệm MOG. Thì về chẩn đoán phân biệt ấy, thì như hôm nay tôi nói là phải chẩn đoán viêm thị kinh tự phát này. Nếu thị kinh tự phát thì thông thường nó thường một bên mắt thôi, và điều trị đáp ứng tốt với corticoid và nó cũng ít tái phát hơn. Nếu mà tái phát thì thời gian nó cũng lâu, chứ nó không hay tái phát sớm. Cái thứ hai, viêm thị kinh trong bệnh xơ cứng giải giáp. Xơ cứng giải giáp ấy thì chụp cộng từ lên ấy, thì nó có thoái hóa chất trắng đó, nó có biểu hiện thoái hóa chất trắng, và cái xét nghiệm OCB thì nó dương tính, OCB dịch não tủy dương tính, bệnh nhân này âm tính thì có thể loại trừ. Cái nữa là viêm tủy thượng kinh. Viêm tủy thượng kinh thì là bệnh nhân có tất cả các cái triệu chứng phù hợp và có anticoagulin 4 dương tính, do đó là chẩn đoán là viêm tủy thượng kinh. Còn cái nữa, trong trường hợp mà aquaporin này 4 này nó âm tính này, thì phải chẩn đoán phân biệt tiếp với viêm thể kinh này có MOG dương tính. Cái này nó là xét nghiệm kháng thể thôi, xét nghiệm kháng thể, nhưng mà cái xét nghiệm nó đắt nên là phải cho làm sau cùng, tại vì riêng cái xét nghiệm này mất 5 triệu. Phải cho làm sau cùng, những cái kia nó loại trừ hết, thì còn cái chưa loại trừ thì lúc đầu mới tiến đến là làm cái MOC này. Thì mình đây chẩn đoán xác định là viêm tủy thượng kinh, có viêm tủy căn ngang này, có anti, thì chỉ cần mấy cái tiêu chuẩn này đã đủ rồi, có anti aquaporin 4 dương tính kết hợp với một là viêm thượng kinh, hai là viêm
hoặc là viêm tụy cắt ngang là đã đủ tiêu chuẩn chẩn đoán. Đấy, thì về bàn luận này, về tiêu chuẩn chẩn đoán này, thứ nhất là về cái cái aquaporin 4 là cái gì? Thì cái này nó là cái protein vàng này ở trong hệ thần kinh trung ương ấy, nó nằm ở những cái tế bào sao, chân của những và nó tiếp xúc với những cái mạch máu. Thì bình thường nó nằm đây, mọi người xem cái hình A đây ở hệ thần kinh trung ương nhé, thì nó nằm ở nó tiếp xúc với tế bào máu này, nhưng mà những cái kháng thể những cái kháng thể aquaporin 4 ấy thì nằm ở máu này, nhưng nó không tiếp xúc được với những cái aquaporin 4 ở tế bào sao astrocyte này, nó tách biệt ra. Nhưng mà trong cái trường hợp nó bị viêm ấy thì nó phá vỡ hàng rào này. Nó phá vỡ hàng rào máu não ấy, thay đổi hàng rào máu não và thay đổi tính thấm, làm cho cái kháng thể AQP4 này, AQP4 này nó tiếp xúc được với cái receptor AQP4. Thì lúc đấy là khi mà hai cái này tiếp xúc với nhau nó mới hoạt hóa một thể đấy, gây tổn thương tế bào sao. Đây là khi mà nó vào đây, cái chỗ này là gây nó vào thì đây là tế bào sao đấy. Tế bào sao ở hệ thần kinh trung ương đấy là nó gây chết tế bào, nó gây chết tế bào và những cái tế bào oligo, cái tế bào ít nhánh nó gọi là oligodendrocyte, thì nó khi mà cái quá trình viêm nó bị kích hoạt ấy, thì nó làm mất những cái tế bào này. Những cái tế bào này thì ở hệ thần kinh trung ương là sinh ra myelin, thì mọi người biết là nó ở những cái để dẫn truyền thần kinh ấy, thì nó cần có cái myelin thì nó dẫn truyền nhanh hơn. Thì ở những cái tế bào thần kinh ngoại biên ấy là cái myelin nó do cái tế bào Schwann nó tiết ra, nó bao xung quanh những cái dây thần kinh ngoại biên ấy. Còn ở hệ thần kinh trung ương ấy là do cái tế bào ít nhánh tiết ra này, oligodendrocyte. Cái tế bào ít nhánh này nó sinh ra cái myelin ở cái thần kinh trung ương, và khi mà trong cái quá trình viêm ấy, thì những cái tế bào ít nhánh này là nó bị tổn thương, làm cho nó mất cái myelin ở cái sợi trục, làm cho mất cái dẫn truyền ở thần kinh trung ương. Và ngoài ra cộng thêm là có những cái đại thực bào nó xâm nhập vào cái hệ thần kinh trung ương ấy, nó gây làm chết neuron. Đấy. Thì tất cả những cái này nó phối hợp với nhau, tổn thương tế bào sao này, mất myelin này, chết tế bào thần kinh này, thì nó gây sơ hóa. Nó gây sơ hóa, mất dẫn truyền và ở trong gây tổn thương thần kinh trung ương, và trong đó là có thận kinh và có não, có tủy sống. Thì cái nữa là những cái aquaporin 4 này thì nó tập trung nhiều ở xung quanh các cái não thất ấy, ở xung quanh não thất ấy, và ở cái sàn não thất 4 ấy, là cái trung tâm nôn ấy. Do đó là cái triệu chứng tương đối đặc hiệu là bệnh nhân buồn nôn hoặc là nôn nhiều. Đấy, bệnh nhân nôn, buồn nôn hoặc nôn nhiều. Thì khi mà bệnh nhân mà viêm thị kinh vào ấy, thì đa số mình phải loại trừ xem là có liên quan gì đến viêm tụy thần kinh không, nhất là bệnh nhân nữ này tầm 30-40 tuổi này mà bị tái phát này, hoặc là bị cả hai mắt này và thị lực giảm nhiều này, hoặc là truyền corticoid nhưng mà đáp ứng nó kém ấy, thì mình phải hỏi những cái triệu chứng này xem là nó có biểu hiện của viêm tụy thị kinh hay không. Cái nữa là phải cho chụp cổ hưởng từ, phải cho cắt cả cột sống đấy, phải cho cắt lớp cả cột sống. Và não ấy thì phải chú ý xem là cái viêm thị kinh nó dài hay không, cái đoạn viêm nó dài, thông thường là dài
trên 1 phần 2 cái chiều dài của thủy điện Kinh ấy, thì là cũng rất là đặc hiệu. Đấy là cái cơ chế vệ sinh này. Thì cái tiêu chuẩn là như nào? Đấy, tiêu chuẩn chẩn đoán. Thì nếu mà có xét nghiệm anti-aquagluin 4 dương tính thì chỉ cần có ít nhất một tiêu chuẩn chính thôi. Đấy. Thì cái xét nghiệm anti-aquagluin 4 này, IgG này, thì thông thường là cái phương pháp xét nghiệm tốt nhất là phương pháp hoạt hóa tế bào. Nhưng ở Việt Nam thì không có cái này. Đó chỉ có cái phương pháp miễn dịch qua gián tiếp thôi. Đấy thì mình làm cái đấy cũng được. Còn nếu mà có điều kiện thì phương pháp tốt nhất là cell activated hoạt hóa tế bào, và phải loại trừ các cái nguyên nhân viêm tủy khác. Thì trên tiêu chuẩn này, thứ nhất là anti-aquagluin 4 dương tính này, thì có một tiêu chuẩn chính này, và loại trừ các nguyên nhân viêm tủy khác. Thì trên bệnh nhân này thì tiêu chuẩn chính nó có nhiều, ví dụ là biểu hiện của viêm tủy, biểu hiện của viêm thủy kinh, đấy tiêu chuẩn chính. Loại trừ các nguyên nhân viêm tủy khác, ví dụ như là do vi khuẩn này, đấy, do virus này, hoặc là trong bệnh MS. Thì những cái xét nghiệm này là tương đối mới. Nếu mà trường hợp mà xét nghiệm nó âm tính hoặc là không làm được xét nghiệm thì mình chẩn đoán dựa vào cái gì? Đấy. Ở đây đa số ở cái nơi mà đợi xét nghiệm này nó cũng phải mất 7-10 ngày. Nếu mà làm gửi sang Hàn Quốc là mất 7-10 ngày. Đấy, mất 7-10 ngày thì trong khi đợi thì mình phải quyết định cái hướng điều trị. Mình phải quyết định, tại vì giai đoạn cấp, điều trị giai đoạn cấp là quan trọng nhất. Đấy, nhiều khi người ta đến là mới có viêm thị kinh, nó chưa viêm tủy, thì mình phải điều trị thật tích cực mà để đề phòng nó viêm tủy. Còn mặc dù cái bệnh nhân này thì cái lần đầu tiên ấy là điều trị chưa được tích cực, mới chỉ tiêm nhà tiêm solo 10 ngày thôi, nhưng mà tiêm đấy là liều thấp. Đến cái lần thứ hai là có xét nghiệm IgG APQ4 dương tính thì là người ta điều trị tích cực hơn bằng cách là cho truyền corticoid liều cao trong 5 ngày và sau đó cho uống cộng với thuốc ức chế miễn dịch nữa, nhưng mà bệnh nhân vẫn bị tái phát sau 1 tháng đấy, trong tháng và lại xuất hiện cả viêm tủy. Đấy, mặc dù là điều trị rất tích cực rồi nhưng mà bệnh nhân vẫn tiến triển viêm tủy. Đấy thì tiêu chuẩn thì đa số ban đầu là mình phải xác định là chẩn đoán là không làm được xét nghiệm anti-aquaporin 4, thì mình chẩn đoán dựa vào cái gì? Thứ nhất là có ít nhất 2 triệu chứng lâm sàng chính và có tái phát, đấy, có tái phát ít nhất một hoặc là có nhiều cơn này. Đấy, ít nhất 1 triệu chứng trung tâm phải là viêm thị kinh này. Nếu mà có viêm thị kinh kèm theo triệu chứng của viêm tủy hoặc là nôn buồn nôn đấy thì là cũng là gợi ý này. Ít nhất một trong những triệu chứng này có phân tán tổn thương về mặt không gian. Cái từ phân tán tổn thương về mặt không gian này thì đọc nên tương đối khó hiểu. Thì cái này nó xuất phát từ chẩn đoán viêm trong cái tiêu chuẩn chẩn đoán của sơ cứng giải giáp ấy. Sơ cứng giải giáp thì chẩn đoán nó có mấy cái từ người ta hay nói đến. Thứ nhất là dissemination in space, DIS và dissemination in time, tức là phân tán tổn thương vào không gian và về mặt thời gian ấy. Thì trong cái viêm tủy thị kinh ấy, thì có phân tán tổn thương vào không gian, tức là nó có tổn thương của hệ thần kinh trung ương từ 2 vị trí trở lên. Đấy, từ 2 vị trí trở lên. Từ 2 vị trí trở lên thì mình dựa cộng hưởng từ ấy. Đấy, nó có những cái vùng, ví dụ quanh áo thất là một này, ở tủy là hai này, thì đấy là 2 vị trí đấy có phân tán về mặt không gian đấy. Và thỏa mãn tất cả các đặc điểm của cộng hưởng từ tương ứng với tổn thương trên lâm sàng. Những cái đặc điểm cộng từ tương ứng tổn thương trên lâm sàng đấy là mọi người thấy là có tăng tín hiệu ở thị kinh, và cái đoạn tăng đấy nó dài trên 1 phần 2 cái chiều dài của thị kinh đấy trên bệnh nhân này. Cái thứ hai là
nó có tăng tín hiệu ở xung quanh não thất đấy, ở xung quanh não thất bốn đấy, tức là ở cái xung quanh não thất bốn đấy, ở cái sàn não thất bốn là nó có trung tâm nôn, có trung tâm nôn, nên là khi mà những cái aquaporin nó tập trung nhiều đấy và nó bị kích thích, nó gây phản ứng viêm ấy. Thì viêm xung quanh đấy là kích thích trung tâm nôn, là người ta nôn nhiều hoặc là buồn nôn đấy. Và trên lâm sàng nữa, ví dụ trên bệnh nhân này thì có cái nữa là bệnh nhân tê bì cảm giác nóng rát như như là bị bỏng đấy, cảm giác nóng rát ngoài da, và có tê bì chân tay, có yếu chân tay, đấy biểu hiện của viêm tủy và nó gây liệt. Thì đấy là những cái đấy nó tương ứng với những cái tổn thương trên cộng hưởng từ. Do đó là bệnh nhân này thì kết hợp riêng cái triệu chứng lâm sàng không ấy đã đủ chẩn đoán là cái viêm tủy thị kinh rồi, chưa cần đến xét nghiệm anti-aquaporin 4 đấy. Và loại trừ các nguyên nhân viêm viêm tủy khác đấy, để loại trừ. Thì trong tất cả này, thứ nhất là có tiêu chuẩn chính này và loại trừ các nguyên nhân viêm tủy khác. Đấy là tiêu chuẩn mới nhất 2015 đấy. Còn những cái triệu chứng lâm sàng chính là cái gì? Viêm tủy thị viêm thị kinh là chính này, viêm tủy cấp này, hội chứng sàn não thất bốn này, có đợt nâng nôn này, hội chứng thân não cấp này, hội chứng da não cấp hoặc cơn ngủ gà đấy. Những cái này mọi người đọc thêm này, hội chứng não cấp, thì tất cả những cái này là xếp trong nhóm các cái tiêu chuẩn chính, người ta gọi là core clinical symptom đấy. Chỉ cần chẩn đoán có hai cái này là cũng kết hợp với những cái cổng hưởng từ là có thể chẩn đoán được, là không cần IgG đấy. Các tiêu chuẩn về cổng hưởng từ đối với trường hợp có AQP4 anti-aquaporin 4 âm tính hoặc là không làm được thì đây viêm thị kinh cấp, tổn thương thị kinh tăng tín hiệu trên T2 hoặc là bắt cái thuốc đối quang từ ấy, trên T1 kéo dài trên 1 phần 2 chiều dài thị kinh này, hoặc có trường hợp nó lan đến giao thoa thị giác này, có viêm tủy cấp cấp này, tổn thương kéo dài trên 3 đốt sống liên tục hoặc có teo tủy trên 3 đốt sống liên tục. Ở những cái bệnh nhân tái phát nhưng lúc đầu nó viêm sau nó thành teo đấy, thì ở giai đoạn muộn nên là cái teo tủy, nhưng mà cái đoạn tổn thương nó dài trên 3 đốt sống liên tục. Hội chứng sàn não thất bốn đấy, đấy thì tức là nôn, buồn nôn cái thứ đấy, hội chứng thân não này, tổn thương của tế bào nội mạc thành não thất bốn thân não. Cái bệnh nhân này điều trị như nào? Bệnh nhân này điều trị thì ở giai đoạn cấp thì phải truyền solumerol liều cao 1 gram ngày và 3 năm ngày, thì đa số là ở đây là truyền 5 ngày. Đấy, truyền 5 ngày tại vì trong cái giai đoạn viêm cấp ấy, có nhiều bệnh nhân là người ta chỉ như tháng trước là tôi gặp một bệnh nhân người ta chưa bị viêm vào tủy mà người ta mới bị viêm thị kinh hai mắt nên rất là nặng. Thì khi mà mình không có xét nghiệm mà mình có những tiêu chuẩn mình hướng tới là viêm tủy thị kinh ấy, thì bao giờ phải cho truyền liều cao luôn, và thông thường là cho truyền 5 ngày tùy theo cái thể trạng của bệnh nhân. Người ta nếu trừ trường hợp mà thể trạng của bệnh nhân mà không cho phép truyền kéo dài quá, ví dụ như là có tăng huyết áp này hoặc là có đái tháo đường này, khi truyền vào nó nhiều tác dụng phụ thì lúc đấy người ta mới không truyền đến 5 ngày thôi, mà tối thiểu phải 3 ngày. Đấy, trong giai đoạn cấp thì phải xem xét để lọc huyết tương nữa. Tại vì người ta nói là trong giai đoạn cấp ấy, thì trong khi mà cái nồng độ kháng thể nó đang cao ấy, thì mình bằng mọi cách là mình phải dập ngay nó xuống. Dập ngay nó xuống bằng cách là cho truyền và lọc huyết tương là hiệu quả nhất đấy, để cho nồng độ nó thấp hẳn xuống. Thì từ cái này nó duy trì là gây tổn thương tế bào thần kinh trung ương là nó sẽ không hồi phục được và nó tiến triển đến viêm tủy. Thì sau cái đoạn cấp ấy, để về duy trì thì nó có những cái thuốc, ví dụ thuốc kháng thể này, kháng thể đơn dòng ví dụ rituximab này, là ở nước ngoài là người ta dùng là hiệu quả nhất này, để sau nghiên cứu. Còn không có những cái này thì
ở Việt Nam đa số phải cho thuốc ức chế miễn dịch. Đấy, thuốc ức chế miễn dịch thì người ta thấy là có hai cái thứ mà có hiệu quả là azathioprine và Sensep. Thì hiệu quả nó ngang nhau. Thì mà đa số người ta dùng azathioprine. Thì ở đây thì đa số tôi cho bệnh nhân là dùng cái này. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất là nó có hiệu quả tương đương cái Sensep này. Cái thứ hai là giá thành nó rẻ. Đấy. Nếu mà dùng Sensep một tháng thì cũng phải tầm mất 3 triệu. Đấy. Còn azathioprine thì rẻ hơn nhiều. Đấy, do đó mà bệnh nhân phải dùng duy trì kéo dài nên là đa số dùng azathioprine. Còn cái bệnh nhân mà tôi trình bày đây thì lúc đầu người ta cũng đã được lần đầu tiên ấy, thì chưa hướng tới viêm tủy thỉnh kinh, do đó là mới tiêm thôi. Nhớ đến lần thứ hai thì có được chẩn đoán, có làm xét nghiệm thì người ta truyền 5 ngày nhưng mà chưa cho lọc huyết tương và mới chỉ cho uống azathioprine thôi. Nhưng sau một tháng nó lại tái phát và nặng lên, nó nặng hơn. Do đó là lần này thì tôi phải chuyển sang bệnh mai để cho lọc huyết tương. Đấy. Nhưng mà nói thế nó không đơn giản, nó không chuyển sang là người ta lọc đâu. Phải liên hệ bác sĩ và người ta chắc chắn làm thì mới chuyển đến. Tại vì làm cái này nó cũng tương đối phức tạp và bảo hiểm người ta không thanh toán nhiều. Còn những cái thuốc kháng thể này thì dùng thì rất là đắt. Nếu trường hợp nếu mà nó không đáp ứng với những cái thuốc khác ấy, nó không đáp ứng với những cái thuốc trên ấy, thì mình có thể giới thiệu bệnh nhân để người ta nếu mà muốn thì có thể dùng. Nhưng mà dùng cái này đắt, cũng một tháng chắc cũng phải mất tầm 10 triệu trở lên. Đấy. Rituximab. Nó còn nhiều loại nữa, nó đắt hơn nữa, nhưng mà thông thường là Việt Nam là đang dùng mấy cái thứ này. Cái tóm lại thì nếu mà gặp trường hợp mà bệnh nhân viêm thị kinh đến ấy, mà có những cái triệu chứng lâm sàng và nghi ngờ là viêm tủy thì mọi người nên điều trị tích cực ngay từ đầu. Kể cả viêm thị kinh thì vẫn cho truyền, nhưng mà nếu xong đó cho làm xét nghiệm hoặc là phải cho chụp cầu hồng tử để xem xét xem là nó có những cái tổn thương để mình chẩn đoán không, để điều trị dự phòng bệnh nhân khỏi tiến triển viêm tủy. Thì trước đây chưa có những cái xét nghiệm này thì đa số người ta đợi đến có triệu chứng lâm sàng chính là có viêm tủy thì người ta mới chẩn đoán là viêm tủy thỉnh kinh, thì lúc đấy nó muộn. Ở đây tôi cũng gặp một vài trường hợp ấy, cách đây khoảng ba ba bốn năm cũng có, cũng phải gặp hai ba bệnh nhân ấy, là đến lúc mà mới đầu chỉ viêm thỉnh kinh thôi nhưng mà cũng cho truyền 3 ngày thôi, nhưng mà điều trị nó không tích cực, không cho uống thuốc chiến miễn dịch, thì sau một thời gian là người ta tái phát và người ta bị liệt, người ta bị viêm một tủy, người ta bị liệt. Đấy. Mọi người có hỏi gì không nhỉ? Có ai hỏi gì không? Ở đây trả lời mấy câu này. Quay lại mấy cái câu này. Câu 1 này. Thường gặp thì buồn nôn, nôn thì là cũng gặp này, tái phát là hay gặp này, viêm tủy cân ngang này. Là biểu hiện đầu tiên là không đúng, D là không đúng là vì viêm thị kinh hai mắt cũng hay gặp. Rồi nhưng mà thông thường người ta xuất hiện một mắt trước, ít khi nó xuất hiện cả hai mắt cùng một lúc. Đấy. Còn viêm tủy cân ngang là triệu chứng thường biểu hiện đầu tiên là không phải. Trong cái bệnh này thì nhiều bệnh nhân là biểu hiện đầu tiên là viêm thị kinh chứ không phải là viêm tủy cân ngang.
Đấy. Thì D ngoại trừ D. Tất cả các câu sau nói về viêm tủy thần kinh đều đúng ngoại trừ tiên lượng nặng là đúng rồi. Trong những cái thể viêm thần kinh như thế là viêm tủy thần kinh là nặng nhất, nặng hơn cả cái viêm thần kinh trong xương cứng giải giáp. Xương cứng giải giáp mới là một cái mức nó có ba mức thì mức 1 thôi, mức 2 là cái viêm mà nó có móc dương tính. Để hôm nào tôi nói về cái ca mà có myelin oligo glycoprotein móc dương tính, ở đây cũng mới làm ca, để xem điều trị như nào. Thường kèm theo buồn nôn là cũng có này, hay tái phát là cũng là đặc trưng của viêm tủy thượng kinh này. Còn luôn xuất hiện ở hai mắt cùng một lúc thì là không phải, và đa số là bị một mắt trước, sau đó là mắt thứ hai nó bị sau. Đấy, thì câu 2 là A. Thì trong những cái tổn thương của cầu hoàng tử ấy, thì cái D ấy, tổn thương viêm tủy cắt ngang cái đoạn viêm nó dài trên ba đốt sống ấy, thì là đặc hiệu nhất của cái viêm tủy thần kinh. Đấy, còn cái tổn thương dạng chất trắng dạng mất myelin hình trứng này quanh não thất thể chai ấy, thì cái đấy là đặc trưng của cái bệnh xương cứng giải giáp. Tăng tín hiệu bao thị kinh ấy, thì nó cũng cũng gặp trong trường hợp viêm tủy thần kinh nhưng mà không phải là đặc hiệu nhất. Liên quan tăng tín hiệu thị kinh một bên ấy, thì viêm thị kinh thông thường này nó cũng tăng tín hiệu nhưng mà cái đoạn tăng này nó phải dài cơ, phải trên 1/2 cơ, còn đây chưa nói rõ. Còn cái D là phù hợp nhất. Ở đây có người hỏi về dùng azathioprine. Azathioprine thì thông thường là dùng liều là 2 mg trên kg cân nặng trên một ngày. Đấy. Cái viên nó viên 50 mg, thông thường là cũng dùng 2 viên nếu mà trung bình là như nếu theo cân nặng nên là 20 g, 1,5 đến 2 mg, nếu liều cao hơn thì là 3. Đó tùy theo mức độ nặng, nhưng mà ví dụ như bệnh nhân này mà người ta dùng liều 2 viên mà vẫn tái phát thì có khi phải tăng lên 3 viên. 3 viên thì nó theo cân nặng thì cũng tầm 2 đến 3 mg trên kg cân nặng và phải dùng kéo dài. Ai hỏi gì nữa không nhỉ? Rồi, nếu không ai hỏi gì thì bài kết thúc ở đây. Xin chào tất cả mọi người. Chào thầy ạ. Chào thầy ạ.